Leo nhìn thấy con quái vật chỉ thở thoi thóp, buồn rầu ôm quái vật trong tay. Ngươi bị sao vậy? Quái vật mau tỉnh lại đi. Leo buồn rầu lưu luyến nhìn quái vật, sau đó trao cho quái vật nụ hôn. Tạm biệt nha, quái vật. Mù sơ hoang hoang trang linh, huy dây càng suy xin. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, phải nó. Phải rồi, trong truyện đâu phải là như vậy. Là Bèo hôn quái vật mới đúng. Làm gì có quái vật hôn Bèo chứ. Còn nữa, Trần Vũ An, ai cho phép anh hôn lén em như vậy? À, đột nhiên lúc đó có một phép màu đã xảy ra. Quái vật đã sống lại. Nè, anh sẽ chịu trách nhiệm. Nè, các em à, trong nhà thờ còn có rất nhiều đồ ăn và kem cây nữa. Chúng ta vào trong đó ăn chịu không? Trần Vũ An. Anh vừa nói sẽ chịu trách nhiệm là có ý gì vậy? Sao anh lại hôn lén em? Anh chuyện đó bởi vì anh không kiềm chế được. Em cũng vậy. Tôi có trách nhiệm với anh bên cạnh không? Cho đến khi bé thành. Bác sĩ, ngoài nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống dinh dưỡng, còn có gì chúng tôi cần chú ý không? Dù bằng cách mấy, cũng phải ăn uống điều độ gì đứa bé. Anh thích trẻ con lắm sao? Thực ra tôi không hề ngăn anh trở thành một phần trong tương lai của đứa bé. Cái này anh giữ lại đi. Như anh đã thích cô ấy rồi. Vanessa, anh xin lỗi. Bởi vì bây giờ anh đã nhận ra quá muộn. Trần Vũ Hy, cô tỉnh rồi. Tốt quá. Bách Ngạn mà biết, chắc chắn anh ấy rất vui. Vanessa, có thể để tôi đưa chị đi khám thai được không? Chị không nói gì, tôi xem như chị đồng ý rồi.
Còn một chuyện này nữa, Triển Thừa và tôi hy vọng có thể làm ba mẹ nuôi của đứa bé trong bụng của chị đó, có được không? Tôi với Vũ Hy đều hy vọng đứa bé này có thể nhận được tình thương ấm áp, hy vọng nó có thể lớn lên trong niềm hạnh phúc, để cho Bách Ngạn ra đi trong lòng thanh thản. Cảm ơn hai người. Xin chào quý khách. Trời ơi, chỗ này có vẻ sang trọng quá, chắc chắn mắc lắm. Mẹ thấy hay là thôi đi. Mẹ à, đây là tấm lòng của con rể mà. Mẹ nói lòng nào để Triển Thừa thất vọng sao? Phải đó, mẹ đâu muốn làm con thất vọng đúng không? Xin mời quý khách chọn màu mà mình thích nhất trong bảng này. Chúng tôi sẽ massage bằng đá và tinh dầu tương ứng để quý khách có một buổi massage thật là thoải mái. Nhột quá à. Dễ chịu quá đi. Ồ, nếu như mẹ thích, lần sau chúng ta tới đây nữa mẹ chịu không? À nè, được đó. Kêu mẹ chồng con tới đây luôn, mọi người nói chuyện với nhau để vun đắp tình cảm. Còn thấy được đó. Nè, hồi nãy Phi Phi gọi điện cho mẹ, nó nói Vũ An chính thức hẹn hò rồi. Vậy thì tốt quá. Mẹ cũng biết là rất tốt, nhưng mà ý của mẹ là chúng ta nên khuyên hai đứa tụi nó nhanh chóng kết hôn. Kết hôn? Ờ. Hình như hơi nhanh rồi đó. Không có nhanh đâu, bởi vì mẹ cảm thấy Phi Phi rất tốt, còn em trai của con giống như khúc gỗ vậy, cho nên mẹ rất lo. Mẹ sợ đêm dài lắm mộng. Cũng phải. Vậy chuyện của em con phải nói cho em con nghe. Hả? Con nói hả? Ờ. Sao vậy mẹ? Con là chị của nó, không nói thì ai nói? Mẹ là mẹ nó, đương nhiên là mẹ phải nói rồi, sao lại bắt con nói? Nếu mà mẹ nói sợ nó không chịu nghe. Nếu con nói nó cũng không nghe đâu, mẹ nói đi. Con nói đi, mẹ kêu con nói mà. Vậy không phải có nghĩa là mẹ tự nói hay sao? Mẹ nói đi mà. Mẹ nghĩ là tốt nhất nên để con nói. Không được, mẹ nói đi. Đừng nói nữa. Ôi. Để, mà uống trà. Vũ An à, con đi mua bánh mì nướng để ngày mai chúng ta ăn sáng. Dạ, được. Em đi nha. Nè, Phi Phi, bác nói con nghe. Hôm nay chúng ta phải để đặng ông phục vụ hầu hạ. Bây giờ là thời gian của phụ nữ. Ngồi xuống. Chúng ta nói chuyện tiếp. Để nó đi mua được rồi ha. Dạ, đi mua nhớ phải cẩn thận đó. Được, vậy con đi mua nha. Đi. Nè, con nói đi. Mẹ là chủ gia đình, đương nhiên là mẹ phải nói rồi. Mẹ nói đi. Được rồi. Phi Phi à. Con cũng biết Vũ An của bác. Nó không có giỏi ăn nói. Bất cứ chuyện gì nó cũng để ở trong lòng. Cho nên bác định nói giùm. Nó thật sự rất thích con. Cho nên bác muốn nói là chuyện là như vậy bác, nhưng mà đương nhiên rồi, cần sự đồng ý của con mới được ha. Chuyện đó có hay không, đó là nó con biết rồi. Trời ơi, mẹ chỉ muốn hỏi em là có đồng ý lấy Vũ An em chị không. Mẹ đang định nói tự nhiên con nói à? Con không nhịn nổi nữa rồi thì được rồi. Sao hả? Dạ được. Thật sao? Ừ, đúng vậy. Con thấy rất là vui nếu như được lấy Vũ An. Phi Phi rất thẳng thắn. Quá thẳng thắn luôn. Vậy thì tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Đúng vậy. Từ đối thủ cạnh tranh trở thành đối tác, cùng nhau xây dựng phát triển trung tâm thương mại. Mọi người đều biết tập đoàn Trường Thành và tập đoàn Cao Đăng mấy năm nay cạnh tranh rất khốc liệt. Hôm nay tổng giám đốc hai tập đoàn đã quyết định ký hợp đồng trao đổi cổ phần của trung tâm thương mại Trường Thành và Cao Đăng trở thành đối tác làm ăn. Sự hợp tác này sẽ tạo ra một mối đe dọa nguy hiểm đối với các tập đoàn thương mại khác.
Chuyên gia kinh tế cho rằng trong thời gian tới, các tập đoàn thương mại trong cả nước sẽ phải thay đổi chiến lược kinh doanh trong tương lai của mình. Cảm ơn. Anh dẫn em ra sân vườn làm gì vậy? Ê, ê, anh định làm gì? Bây giờ có hối hận, đòi nhẫn lại, không kịp nữa đâu. Em chính là người mà cả đời này anh trân trọng nhất. Anh không hối hận, không đòi lại nhẫn. Nếu như vậy thì sao anh lại tháo nhẫn của em ra? Bởi vì anh muốn cầu hôn em một cách chính thức. Đẹp quá. Giống như sao băng trên trời rớt xuống mặt nước vậy. Vũ Hy, em có biết tại sao chúng ta phải ước khi nhìn thấy sao băng không? Bởi vì sao băng luôn xuất hiện một cách chớp nhoáng và cũng nhanh chóng biến mất. Cho nên chỉ có những điều ước được chúng ta ước, lúc sao băng mới xuất hiện mới có thể trở thành hiện thực. Vậy bây giờ có rất nhiều sao băng, có phải chúng ta cũng có thể có rất nhiều điều ước không anh? Nhưng mà bây giờ điều ước mà anh muốn ước nhất chỉ có một điều thôi. Là gì vậy? Em đồng ý lấy anh không? Trở thành niềm hạnh phúc duy nhất trong cuộc đời của anh. Em cũng muốn cầu hôn anh nữa. Tôi Trần Vũ Hy lấy nhẫn cưới làm chứng, xin thề rằng suốt đời suốt kiếp yêu thương người đàn ông đang nắm chặt tay Phương Triển Thừa, cho dù thuận lợi khó khăn, giàu có nghèo khổ, khỏe mạnh bệnh tật, tôi cũng sẽ chăm sóc anh ấy, trân trọng anh ấy, bảo vệ anh ấy, cho anh ấy hạnh phúc cho đến cuối đời. Anh cũng là niềm hạnh phúc của em. Suốt cuộc đời chẳng còn có một không hai nữa.
Nè, mọi người, xin gửi lời chào đến bạn bè và gia đình yêu của tôi. Ê, nè, lên đây, lên đây. Lên đi. Lên đây. Ê, bây giờ chúng ta hãy nâng cao ly rượu. Chúc mừng cô dâu chú rể của chúng ta, Triển Thừa và Vũ Hy. Trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng. Trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng. Ngoài ra còn một tin vui nữa. Tin vui đó chính là đám cưới của con tôi Phi Phi và Vũ An chuẩn bị diễn ra. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Chị Đề, tụi em rất cảm ơn chị vì đã tặng tụi em một cái bánh kem cưới đẹp như vậy. Được tự tay làm bánh kem cưới hạnh phúc cho em gái mình, chị cảm thấy rất vui. Vũ Hy càng. Phải rồi Triển Thừa, con và Vũ Hy đã chọn được địa điểm hưởng tuần trăng mật chưa? Con và Vũ Hy đã bàn bạc xong rồi. Vừa nghĩ tuần trăng mật cơn cũng quan trọng lắm đó. Con phải làm kế hoạch chi tiết, đặc biệt, lịch trình đơn dày đặc, phải giãn ra để các con có thật nhiều thời gian ở bên nhau, cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào của vợ chồng mới cưới ha. Nhanh chóng sinh ra Vũ Hy con, Triển Thừa con đàn cháu đông dượng sẽ là ông. Phải đó. Tại sao xấu hổ? Đã lấy chồng rồi thì phải sinh con chứ. Mẹ à. Xin lỗi nha. Xin lỗi rồi. Đúng vậy, mọi người đều rất mong đợi. Ba, muốn sinh con cả hai vợ chồng phải cố gắng chứ. Mọi người cứ ghẹo chị Vũ Hy, anh con cũng phải góp sức mà. Con đừng coi thường anh con, nhìn bề ngoài ốm yếu nhưng bên trong rất là khỏe mạnh. Nè, giống ba vậy nè, muốn sinh mấy đứa cũng không thành vấn đề ha. Sao ba biết bên trong rất khỏe mạnh? Bà thấy rồi hả? Không phải, bà chưa nhìn thấy. Nhưng mà Vũ Hy nhìn thấy rồi. Hả? Nó không chừng lúc làm y tá Vũ Hy nhìn thấy rồi. Thật hay giỡn vậy? Sao chị nhìn thấy được vậy? Không phải mà. Tại lúc đó em tưởng là anh bấm chuông gọi em, cho nên em mới đi. Em nghĩ rằng thôi mà mọi người. Trời ơi. Nào, chúng ta cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Đồ giúp tôi. Xin chúc hai người trăng mật vui vẻ. Cảm ơn. Chị, anh Triển Thương, chúc anh chị du lịch vui vẻ. Hãy nhớ những lời bác Tạ nói, đi du lịch về đừng quên ẵm theo Triển Thừa con hoặc là Vũ Hy con để cho bác Tạ được vui lòng đó. Thẩm Quy Liêm, anh đáng ghét thật đó. Hiểu lầm của tôi, thích tôi là được rồi, có phải không? Hiểu lầm. Ừ, đúng vậy. Vừa hiểu lầm, trọng sắc khinh bạn. Cũng không còn sớm nữa, chúng tôi phải xuất phát rồi. Vũ Hy, đi chơi vui vẻ nha, nhanh chóng ẵm em bé trăng mật về đây. Vừa hiểu lầm, đáng ghét quá. Chúng ta đi thôi. Đi thôi anh, nhanh lên. Đi nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh, bạn chăm sóc Vũ Hy thật tốt nha. Sâm banh. Cảm ơn. Cạn đi. Anh dạy em lái tàu có được không? Em muốn học mà. Giữ bằng hai tay. Được. Mắt nhìn về phía trước mới không bị sai sống. Được. Thú vị quá ha. Em có thích không? Ừ.
Nhưng mà em thấy hơi căng thẳng. Em đừng căng thẳng, có anh ở đây mà. Vũ Hy à, sau này cuộc đời của chúng ta sẽ như bây giờ, cùng ngồi trên một con tàu và cùng nhau nắm chặt một cái vô lăng. Nếu như hai người phối hợp nhịp nhàng mới không bị lạc đường. Cho nên nhất định phải nắm thật chặt tay của người mình yêu, mãi mãi không được buông ra. Không được buông ra. Vậy đích đến của chúng ta đây. Đích đến là mới bờ hả?